anh chị em, gia đình Anna Sao Mai rất là thân mến. Như vậy là đã 7 năm trôi qua kể từ chiến dịch thứ hai phục sinh vào năm 2013. Thì trước đó khoảng hơn một tháng, được sự mời gọi của giáo sở Francisco Trần Mạnh Hùng, một số anh chị em cùng ca viên của ca đoàn Anna Sao Mai chúng ta đã quy tụ lại để thành lập lại cái ca đoàn Anna Sao Mai và đã chính thức ra mắt phục vụ giáo xứ Gò Vấp vào Chủ nhật thứ hai phục sinh năm 2013. Với tiêu chí là phục vụ hết mình, yêu thương hết mình, và với tinh thần đó, cùng với sự yêu thương của cha sở Francisco Xavier, anh chị em chúng ta đã cùng nhau chia vui, sẻ buồn và cùng nhau từng bước chập chững trong những ngày đầu tỏa hát. Các bạn nghe lại những cái bài hát và vở ban đầu ấy, sao mà nó mộc mạc. Ai cũng tranh nhau hát thật là to, thật là khỏe, trống kèn nhiều khi còn hát cả tiếng hát, nhưng mà vẫn cảm thấy vui, vẫn cảm thấy tự hào vì là thành viên của ca đoàn Anna Sao Mai. Rồi sau đây thì xin mời các bạn xem lại một số hình ảnh mà trong những ngày đầu đó của chúng ta.
Đào Công Trình, sau đó kế tiếp là chị đoàn trưởng Maria Đinh Thị Thu Mai, người kế tiếp là anh đoàn phó Du Xe Nguyễn Hoàng Hùng, chị thư ký Teresa Hoàng Kim Huê và chị thủ quỹ Cecilia Phạm Thị Hồng Hoa. Đây là ban đại diện mới của Anna Somai chúng ta. Xin chào và bắt tay. Bây giờ sau đây xin mời chị Mai cho một cái cảm tưởng của mình trong cái ngày hôm nay. Trước hết thì các anh chúng ta kính thưa cha Sở Francisco
và toàn thể anh chị em gia đình Anna Sao Mai. Vậy là đã 7 năm trôi qua kể từ ngày ca thần Anna Sao Mai tái hợp. Thêm một năm trôi qua nữa với những bộn bề lo toan, những khó khăn vất vả, và bên cạnh đó cũng có những niềm vui, hạnh phúc cùng với những thành công mà chúng ta có thể có được trong những năm vừa qua. Và ngày hôm nay tất cả mọi người chúng ta cùng sum họp quây quần bên nhau tại nơi đây để cùng nhìn lại những chuỗi ngày vừa đi qua, để chúng ta cùng nhau ôn lại những kỷ niệm cũng như những thành quả mà chúng ta đã đạt được trong suốt chặng đường mà chúng ta đã sát cánh bên nhau. Xin tri ân tất cả các anh chị em, các quý ân nhân trong nước, ngoài nước đã luôn quan tâm và đồng hành cùng ca đoàn Anna Sao Mai trong suốt chặng đường đã qua. Xin tri ân và cảm ơn cha sở Francisco. Cảm ơn tất cả quý ân nhân trong nước và ngoài nước đã luôn quan tâm đồng hành cùng ca đoàn Anna Sao Mai trong suốt chặng đường đã qua. Xin cảm ơn. Sau đây thì chúng ta sẽ cắt bánh mừng sinh nhật lần thứ 7. Đây là giờ phút quan trọng nhất của ngày hôm nay. Xin mời anh Hùng thắp nến lên để chúng ta cùng mở nến. Thưa tất cả anh chị em trong ca đoàn Anna Sao Mai, là một trong những người có mặt trong thời điểm đầu tiên khi ca đoàn mới thành lập lại, mình đã chứng kiến được mọi sự thăng trầm của anh chị em trong ca đoàn. Tức là có những lúc chúng ta hát, tiếng hát của chúng ta nó thiếu cảm xúc, có những lúc chúng ta hát đầy cảm xúc, nói chung là nó không có ổn định. Và nhờ cái sự gọi là cần cù, cái sự nhẫn nại, mọi người trong anh chị em ca đoàn chúng ta đều cố gắng, và giờ đây tiếng hát của ca đoàn chúng ta ngày càng nhiều cảm xúc hơn. Và rất là vui, hầu hết tất cả anh chị em chúng ta vẫn còn có mặt để sinh hoạt cho tới giờ phút này. Mình rất là vui khi cho tới giờ này vẫn còn có mặt cùng với anh chị em.
Thực sự thì điều đó làm cho mình rất là cảm kích. Bởi vì sao? Trong gia đình chúng ta có một sự yêu thương, và trong tình yêu thương đó chúng ta kết nối với nhau với những sợi dây liên kết và lo lắng cho nhau. Và cái tình cảm đó gắn bó mình có mặt cho tới giờ này. Rất vui là anh chị em có những sự tiến bộ trong vấn đề hát phục vụ thánh lễ, phục vụ cho cộng đoàn. Và mình cầu mong và kính chúc anh chị em càng ngày tiếng hát càng nhiều cảm xúc hơn để phục vụ cho cộng đoàn, phục vụ cho giáo xứ của chúng ta ngày càng nhiều hồng ân của Thiên Chúa hơn. Xin cảm ơn. Nguyện xin ơn Chúa Giêsu phục sinh luôn đổ hồng ân của Người xuống trên từng thành viên của gia đình chúng ta, giúp sức cho chúng ta vẫn bước trên đường phục vụ tha nhân, và xin Người thánh hóa cho công việc của chúng ta đang làm ngày hôm nay. Và bây giờ là đến cái phần vui và hồi hộp nhất của chương trình mừng sinh nhật lần thứ 7 của chúng ta. Sau đây xin mời chị thư ký là chị Huê. Xin mời chị Huê đến thông báo cái thể lệ của chương trình quay số may mắn. Rồi xin mời chị Huê. Xin chào các anh chị em ca đoạn Na Sao Mai. Để góp phần hào hứng thê mê cho ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một chương trình quay số may mắn. Thể lệ sau đây em xin phổ biến thể lệ chương trình như sau. Chúng ta có tất cả 7 giải thưởng. Cao nhất là giải nhất và thấp nhất là giải 7. Và chúng ta sẽ có danh sách các anh chị được ban tổ chức cung cấp trên trang Viber của ca đoạn Na Sao Mai, và mỗi người sẽ có một con số của mình trên danh sách đó. Và theo thứ và xa thưa anh chị, anh Hùng sẽ là người đại diện bấm số may mắn sau khi chương trình quay số. Thì người chủ nhân của giải thưởng này sẽ là người có số có kết quả trên trùng với chương trình quay số. Người đó chính là chủ nhân của giải thưởng này. Bây giờ chúng ta bắt đầu chương trình quay số may mắn. Đầu tiên sẽ là giải 7. Xin mời anh Hùng bấm số. Chúng ta sẽ nhìn lên màn hình của chương trình. Xin mời chị Hoa ghi kết quả người trúng giải vào món quà. Tiếp theo sẽ là giải 6. Xin mời anh Hùng bấm số. Mời anh chị.
hình của chương trình. Xin mời chị Hoa ghi người trúng giải 6. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục giải 5. Xin mời anh Hùng bấm. Nhìn lên màn hình của chương trình. Xin mời chị Hoa ghi người trúng giải 5. Sau đây tiếp theo sẽ là giải 4. Em xin mời anh Hùng bấm số. Xin mời các anh chị nhìn lên màn hình. Chúng ta sẽ thấy số của người trúng giải. Em mời chị Hoa ghi nhận người trúng giải 4. Tiếp đó sẽ là giải 3. Giải 3 của chương trình. Xin mời anh Hùng bấm số. Rồi mời các anh chị nhìn lên màn hình. Chúng ta sẽ thấy người trúng giải. Mời chị Hoa tiếp tục ghi nhận người trúng giải 3. Sau đây sẽ là giải nhì. Xin mời anh Hùng bấm số. Chị đã thấy kết quả của người trúng giải nhì ngay trên màn hình của chương trình. Xin mời chị Hoa. Và cuối cùng, giải cao nhất của chương trình. Giải này hơi nặng ký nha các anh chị ơi. Người nào trúng giải này sẽ rất là may mắn của ngày hôm nay đây. Xin mời anh Hùng bấm số.
rồi đã có kết quả. Xin mời anh chị nhìn lên màn hình người trúng giải nhất đặc biệt của ngày hôm nay. Mời chị. Xin chúc mừng tất cả các anh chị đã trúng giải thưởng trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn các anh chị đã tham gia chương trình này. Xin chào tất cả các anh chị em. Chương trình sinh nhật lần thứ 7 của ca đoàn đã kết thúc. Chúng con xin cảm ơn cha Francisco, cha sở Francisco đã đồng hành cùng chúng con. Xin cảm ơn tất cả các quý ân nhân xa gần đã luôn đồng hành và ủng hộ ca đoàn Anna Sao Mai trong suốt chặng đường 7 năm từ khi tái thành lập cho đến bây giờ. Ngoài ra thì cũng cảm ơn tất cả các anh chị em trong ban tổ chức đã xếp up cái chương trình sinh nhật ca đoàn lần thứ 7. Mặc dù là chúng ta không có nhiều điều kiện và có nhiều đạo cụ để mà chuẩn bị chương trình, nhưng vẫn cố gắng làm hết sức, và các anh cũng có rất là nhiều sáng kiến trong khoảng thời gian qua để mà xếp lên được một cái chương trình online cho tất cả mọi người. Sau cùng thì Mai cũng xin cảm ơn tất cả các thành viên ca đoàn Anna Sao Mai đã đồng hành và theo dõi chương trình cùng góp vui với lại ca đoàn trong cái lần sinh nhật lần thứ 7 này. Xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.